Đây, sau khi ăn no nê thưa các bạn, tưởng là đi ăn vịt Bắc Kinh không? Trời ơi, nó kêu nào là cơm chiên rồi chải xào rồi nấm gì đó, rồi mì rồi tất cả là 6 người ăn, trong đó có 4 người lớn, 2 đứa nhà, 3 đứa nhỏ. Tổng cộng là luôn tiền tip là 170. Bữa ăn sáng nay là coi hết 170 triệu đồng rồi các bạn. Nhưng điều ở chỗ này là nó có tiếng tăm mà giới chức chính quyền của thủ đô thường xuyên đến đây để mà ăn. Từ chỗ đó mà cái nhà hàng nó nổi tiếng. Rồi từ cái chỗ nổi tiếng đó, người ta đi đông, người ta đến ăn đông, rồi ăn đông thì làm ngon, rồi ế thì làm dở. Cho nên là cái nhà hàng này là một trong những nhà hàng mà nổi tiếng của vùng Washington DC, Virginia này đó, thưa các bạn. Vịt Bắc Kinh. Hôm nay thì chúng tôi ăn vịt Bắc Kinh cuốn bánh, chứ không có ăn vịt Bắc Kinh với lại bánh bao. Họ làm ra cái con vịt nó mềm mà nó không có bã. Họ nướng sao cái kỹ thuật nó hay lắm. Nhưng điều khi mà chúng ta ăn thì họ chỉ lóc cái phần da với phần nạc cho chúng ta thôi. Phần xương họ bỏ. Người Việt Nam mình thì khá hơn là anh đừng bỏ. Hai con vịt đó anh bỏ vào bao là tôi đem về nhà tôi nấu mì còn vớt chát lại thưa các bạn. Không có thịt anh đánh. Bởi vì nó lóc nó thực tế ra nó còn thịt nhiều lắm. Cho nên là cái xương thịt đã về để mà nấu nước lèo, để mà ăn mì về mì tiêm rồi thì ngon lắm. Thật ra là hồi nãy chúng tôi nói là 170 đó, là bữa nay chúng tôi ăn tới 2 con vịt luôn nha các bạn, chứ không phải là một con. Một con nó tính chỉ có 50 đồng một con thôi. Ăn 2 con hết 100. Còn những thứ khác nữa thì ăn nhưng mà trong phần vịt đó nó có kèm thêm là bánh cuốn thì đó, gia vị đồ này kia để ăn đó. Chứ không phải là cái con vịt không mà 50 đồng. Không hiểu là ở đây nó có cho to go hay không. Tôi nghĩ là chắc có to go. Thì đầu đêm mà dịp khác mình thử vô to go để xem sao. Tôi nghĩ chắc có lẽ là to go nó cũng bán cho mình to go. Chứ không lẽ để này.